Hôm nay sẽ là một cái video không có hài hước gì nữa, mà tôi sẽ làm một cái video kỷ niệm 2 tháng mà Top Top đã bóc tương tác của tôi. Tôi muốn dành tặng riêng cho em Top Top. Thì xin mời em Top Top nghe cho kỹ vô. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chiều đừng và sẽ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi đừng em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Là Top Top, xin đừng bóp nữa, đau lắm, ok.